Em xin chào tất cả anh em thủ nha. Bác Trung Nam quay trở lại video hôm nay. Video số 480 và hôm nay là ngày 15 tháng 9. Thì shop em có về cho mình tổng cộng qua đây là có 2 mẫu cần và 6 con máy. Thì cần thì em sẽ chia cho mình một số cần tay mini, cần rút như này, dạng Shimano cần rút, một số cần ISO. ISO khoen nhỏ anh em hạ tay được nha. Nói chung là phôi rất là đẹp. Một số cho mình đánh tra đánh chép được này, cứng cao như này, của dòng C. Nói chung là phôi rất là đẹp cho mình. Một số cần cắm gốc. Thì em có trong dòng đây là anh em có thể lưu vài câu zip, câu biển nha. Rồi độ rất là cao. Một số cần thì có một cái Ikeda đai qua và một số cần 2 khúc 3 khúc đánh ngâm lan xe. Và cuối cùng là một số cần lục cho mình nha, cần lục. Và máy thì em có cho mình là 6 con, size máy từ 1.000 tới tầm khoảng là 4.000 cho mình. Thì phí ship bên em là 30.000 một đơn. Ship code toàn quốc, anh em nhận hàng thì vui lòng đồng kiểm trước thanh toán. Thì tất cả mặt hàng bên em thì ship code 30.000 nha. Anh em mua từ một con máy hay là cần 30.000 hết. Anh em thanh toán chuyển khoản trước hoặc là mua từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết. Rồi con máy mã số 1 nha. Anh em chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em là duy 0923 534 779, cả Zalo và số điện thoại luôn. Con máy số 1 cho mình là một con máy có dòng Daiwa. Con này là Daiwa Emblem nha anh em. Con này là 1500i. Thông số cước là cước 0.2, 140m, 0.25, 90m, 0.28, được 75m cho mình. Con này thì size máy tầm khoảng 1.500 cho mình thôi. Rất là nhỏ, những dòng chuyên dụng cho mình là Colu hoặc là mình câu ISO nha, Daiwa Emblem. Con máy này của hàng Japan nha anh em, nội địa Nhật Bản. Máy có mã số 1 cho mình. Chúng con này thì lô cước cho mình, lô cước hợp kim, có cước sẵn này. Đây, chúng mình có ra đầy đủ như này, lưỡi gà đầy đủ này. Đây, rất là mượt. Tình trạng của máy thì còn đẹp nha, có xây xước không đáng kể này. Gà cước rất là nhạy. Đây, không có xây xước gì lắm cho mình luôn. Thì em sẽ test máy cho mình, những dòng thì có thể đổi tay trái phải được hết. Anh em muốn đổi thì em sẽ hỗ trợ đổi cho mình. Một chiều ạ. Đây, xây 1.500 như này, full carbon, cối lô cước hợp kim. Đây, có chút chặn hai chiều cho mình. Cho những dòng rất là mượt. Mặt hàng thì máy thì anh em cứ tháo hộp nha, tháo hộp kiểm tra giùm em. Còn cần thì mình cứ tháo nước để kiểm tra. Tất cả anh em sẽ đóng hộp dặn kỹ cho mình hết. Rồi Gatio con này là 5.3.1, con này có mã số 1 cho mình, giá là 450 như này, 450.000. Rồi con máy mã số 2 ạ. Số 2 em có cho mình ở đây là một con máy của dòng Shimano. Con máy này là dòng Shimano Navi. Size con máy là size 2000 Shimano. Thông số cước là cước số 2 150m, cước số 2.5 125, cước số 3 100m cho mình. Con này hàng của mình là hàng Malaysia nha anh em, Malaysia xuất thị trường Nhật cho mình. Con này cũng là dòng full carbon và lô cước hợp kim. Tình trạng của máy thì như này, có xây xước một số chỗ và hơi cũ nha. Hàng bãi thì không tránh xây xước cho mình rồi. Thì con lăng cước còn mới và những dòng thì có lưỡi gà đầy đủ nha. Đây, lưỡi gà đầy đủ, lô cước hợp kim này. Có cước sẵn như này, gạt cước ạ. Nói chung tất cả máy ở đây thì em nhà em đã test sẵn để kiểm tra kỹ cho mình rồi. Hàng đến thì mình kiểm tra lại được thôi. Rất là ok. Rồi test một chiều máy ạ. Size 2000 thì cũng chuyên dụng cho mình là ISO hoặc lua là hợp lý. Thì những cái dòng rất là mượt nha. Cứ nhận hàng đụng kiểm cho em. Rồi Shimano Navi 2000, hàng Malaysia. Rồi con máy này có mã cho mình là mã số 2, giá là 500 nè, 500.000. Con máy mã số 3 tiếp theo cho mình, em có cho mình là một con máy của dòng Ryobi. Con máy là dòng Ryobi Sinot. Sinot XS 1500ZMT. Con này thì hàng nội địa cho mình, Nhật Bản, Japan. Sinot thì anh em xài nhiều thì biết rồi. Những cái dòng của Ryobi thì rất là mượt nha. Cái này thì anh nhắc lại cho mình. Dòng Sinot rất là mượt, full carbon và lô cước cho mình, lô cước hợp kim. Đây, dòng Sinot như này. Con này xe thực của máy tôi rơi cho tầm khoảng vào 3.000 cho mình ạ. Những dòng thì lưu ISO hoặc mình chạy Bomarin hết nha. Tình trạng của máy thì còn rất là mới. Thông số cước của mình như sau. Cước số 2 200m, cước số 3 150m, cước số 4 100m cho mình. Trông cũng tương đối vừa nha. Tình trạng của máy thì còn rất là đẹp. Lô cước hợp kim này. Đây. Rất là nhẹ nha. Có chút chặn đầy đủ cho mình. Và con lăng cước còn mới. Gạt cước. Rất là nhẹ luôn. Và em sẽ test máy cho mình. Những dòng thì đổi tay trái phải được, một chiều có độ giặt cho mình ạ. Xem nó thì rất là mượt rồi, có chút chặn hai chiều. Những dòng thì đánh ngâm lan xe của mình cũng được nha, ngâm lan xe hay cô lưu cũng được. Con máy này có mã cho mình là mã số 3, giá là 500 nha, 500.000, chạy Bomarin hết. Con máy mã số 4 cho mình là một con máy size nhỏ này, con này chuyên dụng cho mình nè. Câu bè mình dạng như câu máy nhỏ nha, câu cần Ikeda hoặc là mình có thể là câu những dòng cần lô là tốt. Cái này của dòng là C của hãng là Shimano, size con máy là size 1000 của dòng Biomaster. Biomaster là dạng hàng cao cấp. Con này thông số cước cho mình là cước 1.5 130m, cước số 2 100m, cước số 3 được 65m cho mình ạ. Đây. Lô cước là lô cước hợp kim nha. Tình trạng thì có xây xước sơ sơ thôi.
thì những cái dòng này giá gốc của nó thì rơi tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu mốt như này, thì em sẽ bán rẻ cho mình thôi, sell bớt cho mình ạ. Rồi có đây hàng của mình là hàng nội địa Nhật Bản Japan luôn, size máy là size 1000. Những dòng sẽ có lưỡi gà này, lưỡi gà lô cước rất là nhẹ nha, gà cước ạ. Cho mình dòng mình rất là đẹp. Bia Master thì dạng là hàng cao cấp cho mình rồi. Rồi em sẽ test máy cho mình, những dòng thì đổi tay trái phải được, có ABS đầy đủ này. Đây, ABS đầy đủ nha. Một chiều ạ. Rất là mượt luôn, size 1000 cực kỳ mượt, tốt chặn 2 chiều. Rất là mượt như này. Đây, rất là nhẹ luôn. Con máy này có mã cho mình là mã số 4, giá là 900 nha anh em, 900.000 ạ. Rồi con máy mã số 5 cho mình thì em sẽ lên một con máy của dọc Daiwa. Con này thì của dòng là Daiwa Frame như này. Frame size của máy là size 2500, con này thì có ABS sẵn cho mình. Đây có ABS sẵn cho mình. Thông số cước đi kèm cho mình như sau, cước số 2 được 200m, cước số 3 150m. Dòng Daiwa Frame. Đây, dòng thì dòng của hàng là Thái Lan như này. Thái Lan xuất thị trường Nhật. Thì cái tay cầm của nó thì bị bể nha, nó bị bể miếng nhựa đây. Nó sẽ báo tình trạng rõ cho mình. Bể miếng nhựa này cũng không ảnh hưởng gì. Anh em về câu cũng được nha. Tình trạng thì có xây sức một số chỗ thôi, cho nên không ảnh hưởng gì lắm. Thì cái con này thì nó sẽ có đầy đủ này. Đây, lưỡi gà này, lô cước hợp kim, có cước sẵn, gạt cước. Rất là nhạy. Còn là cước còn mới. Rồi em sẽ test cho mình một chiều trước nha này. Đây, một chiều trước nha. Trông rất là nhạy cho mình rồi. Đây, con này frame rất là mượt. Có chút chặn hai chiều này. Đây. Chặn hai chiều nha. Trong những cái dòng thì cực kỳ mượt cho mình rồi. Rồi con máy Daiwa Frame size 2500, con này sẽ thực tầm khoảng 3000 cho mình. Con này thì có mã số 5, giá là 500 nha anh em, 500.000. Rồi đối với máy sẽ là một con máy cuối cùng, thì những cái dòng máy này thì chuyên dụng cho mình đánh lùa ISO là hợp lý cho mình nha. Máy mã số 6 cho mình là một con máy của dòng Shimano Utega Japan nha anh em, hàng Japan. Đây Shimano Utega size 2000. Con này thông số cước từ cước số 2 150m, cước số 2.5 125, cước số 3 100m cho mình. Tình trạng của máy thì có xây xước này. Đây có xây xước sơ sơ nha. Cho nên không đáng kể lắm. Của dòng Shimano. À, tình trạng còn đẹp của hàng nội địa Nhật Bản Japan. Những dòng sẽ có lưỡi gà đầy đủ. Đây, lô cước hợp kim. Còn lăng cước còn mới và gạt cước này. Rất là nhạy nha. Thì những cái mẫu cần và máy thì anh em muốn biết thêm thông tin hoặc rõ hơn thì cái inbox Zalo anh sẽ gửi mẫu từng mẫu hình cho mình kỹ hơn ạ. Rồi em sẽ test máy cho mình. Những dòng thì nó sẽ có ABS đầy đủ này. Bottega thì hạng dạng hàng cao cấp rồi. Đây, một chiều nha này. Rất là mượt, size 2000. À, thích hợp mình lưu vào ISO là vừa. Thì máy rất là mượt. Rồi con máy dòng là Utega size 2000 này, con này có bạn cho mình là mã số 6, giá của nó là 600 nha anh em, 600.000 ạ. Rồi tiếp theo, em sẽ lên cho mình cần nha, cần thì em sẽ lên lần lượt cho mình mã số 1 trở lên. Mã số 1 em có cho mình ở đây là một con cần tay, con này cần tay lóng ngắn. Con này còn nguyên cái bao nha, bao vải cho mình rất là đẹp. Thì tất cả mặt hàng bên em là hàng carbon hết nha, hàng carbon. Con thì độ dài của cần là 4m nha anh em, 4m nhỏ gọn cho mình thôi. Tay cầm thì được cuốn chỉ này. Con này thì nó sẽ thích hợp cho anh em mình bỏ ba lô hoặc cốp xe. Thu gọn con này thì nó cho mình tầm khoảng 42cm thôi. Thì nó sẽ đi kèm phụ kiện cho mình là sẽ có một cái nắp chụp và một cái bao vải kèm. Thì những dòng này thì thích hợp mình Rogic, độ cứng tầm khoảng là 3H, ngọn con này thì ngọn nhỏ, ngọn 0.8 ly. Đây, ngọn 0.8 ly. Con này cần là cần carbon nha anh em. Này. Tình trạng của nó thì còn rất là đẹp. Cao lắm thì có không có xây xước gì luôn. Con này thì độ dài cần là 4m cho mình, em đo được cho mình là 4m ạ. Chuẩn như em không hao không hụt cho mình. Thì thông số nó có trên cái cần nhưng mà nó bị phai rồi. Thì những cái dòng thì dòng Nhật bại hết. Sẽ có nắp chụp kèm. Đây, nắp chụp xoáy vặn inox cho mình. Chứ những dòng thì phôi cũng tương đối dày. À, trọng lượng thì cũng nhẹ thôi. Cũng nhẹ cho mình thôi. Rồi con cần này thì cần tay lóng ngắn carbon, con này thì có mã số 1, giá là 500.000, trọng lượng của nó là 150g. Ngọn 0.8 ly, cứng tầm khoảng là 3H ạ, giá 500. Em sẽ gửi kèm hết cho mình nha. Rồi mã số 2 sẽ có cho mình một con cần dạng là cần mini nha này. Cần mini này, cần này của hãng là Shimano. Đây của dòng là Shimano. Con này carbon holiday pad, độ dài cần là 2m7, độ cứng 10. Cứng 10 thì nó vừa thôi. Thì những cái dòng mà thì chuyên dụng của mình là hàng Cora nha. Cora xuất thị trường Nhật, nó sẽ có tem vàng đầy đủ này. Con này thì dạng cần mini. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji phát quang, hỗ trợ anh em mình câu băng đêm rất là tốt. Pad con này là pad vặn luôn. Phát vạn Shimano chính hãng cho mình. Tay cầm cán bút thì khúc cái này thì nó có độ cho mình một cái buộc cho bảo hiểm nha. Đây, nó đổi mình buộc cho bảo hiểm cho nó phôi từ nút dây. Thì anh em thích thì về mình tháo hoặc là mình để về cũng được nha. Cái này thì chủ cũ trước của nó thì nó làm cho mình. Thì con này 2m7 thì dạng mini, rồi gọn nhẹ. Em sẽ đo cho mình. Con này thì thu gọn chỉ có 46cm thôi.
tầm khoảng 45 46 cho mình. Rồi con này thì ngọn của cần là ngọn 1.5 ly. Tất cả dàn khoen đều của nó là được khoen Fuji phát quang hết. Phôi thì còn đẹp ạ. Có xì xước một số chỗ không đáng kể nha. Thì những cái dòng mà hiện tại rất là hiếm. Thì bên em cũng lấy được về cũng ít nha. Này con này thì không có nhiều cho mình ạ. Những nhỏ gọn cho mình. Shimano 2m7 cứng 10. Con này trọng lượng của cần là 190 g, mã số 2, giá con này là 800 nha anh, 800 ngàn ạ. Mã số 3 cho mình là một con cần ISO, ISO dòng khoen nhỏ, cần carbon, dòng carbon rod cho mình. Còn rất là đẹp nha. Độ dài cần là 4m5, độ cứng 1. Cứng 1 thì nó tích tầm khoảng 3 h đối với cần tay thôi. Đây thì dính keo nha. Dính keo chưa có lâu. Những dòng thì hàng nội địa Nhật Bản có tem vàng đầy đủ. Độ dài cần là 4m5, độ cứng 1. Cứng 1 thì con này ngọn cần ngọn nhỏ thôi, ngọn của nó chỉ có 0.8 ly. Đây, ngọn cần thì có kèm cho mình có hai khoen chạy. Thì những cái dòng này thì thích hợp cho mình anh em mình rồi giết hạ tay cũng được nha. Thì bên em sẽ hỗ trợ hạ tay cho mình hết ạ. Hạ tay miễn phí nha này. Hạ tay miễn phí, quấn chỉ và liên keo đầy đủ cho mình. Phôi carbon trong tình trạng còn đẹp cho mình. 4m5 cứng 1. Cứng 1 thì thích hợp mình câu cảm giác thôi, khoen là khoen Fuji hết. Hàng nội địa Nhật Bản, tay cầm của nó thì được làm nhám nhám nha. Nói cho mình, không tình trạng là ok. Khoen pad Fuji 4m5 cứng 1, con này trọng lượng của cần là 150g, mã số 3, giá là 600 nha này, 600 ngàn. Mã số 4 cho mình là một cái cần ISO, ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa. ISO khoen nhỏ dòng Daiwa. Cần này có độ dài cần là 5m4, độ cứng 1, thì cứng 1 thì cũng thích hợp mình đến cảm giác thôi. Của dòng Oshima, thì những cái dòng mà nội địa Nhật cho mình có tem vàng. Này, gốc thì có xây xước nha, dòng Daiwa. Pad cần là pad Fuji F6, pad chữ vàng, dàn khoen là dàn khoen Fuji hết. Là xí đất xám. Độ bu nó là bu trắng này. Độ bu trắng cho mình. Con này ngọn của nó là ngọn 1.2 ly ạ. Đây, ngọn 1.2 ly. Những dòng thì hạ tay thì nó cũng tầm khoảng 3 h thôi. Độ cứng 1 thế là anh em mình rozit này. Đến cảm giác thôi. Phôi cũng tương đối đẹp nha. Có xây xước cho mình. Nhưng không ảnh hưởng đến phôi cho mình là được. Thì những cái dòng này thì có xây xước thì em sẽ để cho mình là giá rẻ hơn. Để em thị trường nha. Rồi con này thì 5m4 độ cứng 1, trọng lượng của nó là 200g, mã số 4, giá cần là 650 như này, 650 ngàn ạ. Rồi mã số 5 thì em sẽ lên con cần ISO, con này thì ISO của dòng NFT, con này phôi rất đẹp nha, thật là bạn mình hạ tay. Thì con này em cũng chưa có thay khoen, trong này hàng về nó bị hư khoen thì anh em muốn thì em, lấy nha, lấy cần thì em sẽ thay khoen, hoặc anh em mình hạ tay thì em sẽ hỗ trợ tại tay cho mình luôn, khỏi phải thay. Con này thì của dòng NFT dòng bao lớp, rất là nhẹ, con này có độ dài cần là 5m4, độ cứng 0.6. Dòng carbon rod, hàng nội địa Nhật cho mình, tem vàng. Đây, tay cầm được làm nhám. Này, FT những dòng power up này thì anh em xài nhiều biết rồi. Tức là nhẹ, thích hợp anh em mình hạ tay rozit cho mình này. Con này độ cứng 0.6 thì nếu hạ tay thì cũng tầm khoảng 3 h thôi. Không có nhiều nha. Ngọn con này là ngọn 0.7 ly. Đây, bao nhiêu 0.7 ly. Ngọn cần là dạng ngọn đặc nha. Ngọn đặc cho mình. Có là thì trừ cái ngọn đặc ra thôi. Còn tất cả các lóng của nó còn lại đều là full carbon. Full carbon xoắn hai dài nha. Xoắn 3D cho mình. Thì con này khoen em chưa có thay nha, nên em lấy ISO thì em sẽ thay khoen cho mình, còn không thì em sẽ hạ tay cho mình luôn, hỗ trợ hạ tay cho mình rất là tốt, cuốn chỉ và lên keo đầy đủ nha. Rồi là phôi có rất là đẹp, không có xây xước gì luôn ạ. 5m4 độ cứng là độ cứng 0.6, con này thì nhẹ thôi, trọng lượng của nó 180g, hạ tay thì nó rơi trong tầm khoảng 140-150 cho mình thôi. Con này thì mã số cần là mã số 5, giá là 900 ạ, 900 ngàn như này. Rồi mã số 6 thì em cũng cần, con này thì rất là hiếm nha anh em, dòng thì hiện tại rất là ít, của dòng Shimano. Con cần này có dòng là Shimano dòng Genkai nha anh em, độ dài cần là 3m9, độ cứng 80, những dòng thì anh em mà đánh tra đánh chim, đánh bạo lực những chỗ mà nước sâu á cũng đánh được cho mình. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code này và tem vàng đầy đủ nha anh em, tem vàng đầy đủ. Thì những cái dòng thì hiện tại bên em thì rất là ít, hàng rất là hiếm ạ. Tôi những cái dòng mà có khoen nha, có khoen thì bên em sẽ có hỗ trợ lắp chụp hết cho mình. Thì con này sẽ có nắp chụp zin, nắp chụp zin Fuji cứng nha, Fuji cứng. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen full set hết. Dàn khoen full set như này. Dàn khoen full set cho mình thế này. À, cứng 80, cứng 80 thì con này ngọn của nó là ngọn lớn. Ngọn cần là ngọn 2.8 ly. Đây, ngọn nước sơn zin như này. Cái này thì bên Nhật cần thủ bên Nhật nó sơn lại màu trắng. Còn nước sơn zin của nó đây, còn nước phụ nó màu trắng ở ngoài để cho nó cái dạng phản quang á. Sơn zin của nó này. Cái này thì nó có cho mình là cái định vị nha. Đây, nó có cái chỗ định vị khoen. Thì những cái chỗ này thì nó khoen nó xuống nên nó bị chì thôi. Cái này thì anh em muốn nha, thì em vẫn tỉ được cho mình. Cái này thì mình lấy cái sơn mà tỉ móng tay á thì mình đánh là ra thôi. Cái này thì bên Nhật thì nó đa số nó sơn để phản quang. Thì ngọn zin.
ngọn con này đi kèm cho mình là có 3 khuyên chạy như này. Đây, ngọn cờ này kèm cho mình có 3 khuyên chạy. Các lóng của nó thì còn rất là đẹp. 39 những dòng thì đánh bạo lực nha. Đánh bạo lực chuyên dụng, đánh bạo lực, đánh ca, đánh chim, đánh nước sâu được cho mình hết. Dàn khoen cờ là dàn khoen full set. Con này thì tình trạng còn mới, pad của nó là pad Fuji Shimano chính hãng luôn. 39 cứng 80. Con này phôi dày, trọng lượng của nó là 370g, mã số 6, giá con này là 2 triệu nha đây. Cần là 2 triệu cho mình ạ. Ơi, mã số 7 cho mình là một con cừng cắm gốc. Những dòng thì chuyên dụng cho anh em mình là câu xích nha, câu xích, câu lua cũng được. Con này thì nó dài, cái ngọn rất là dài nha. Cái ngọn của nó thì hơi dài cho mình một xíu. Thì em vẫn đóng nước và tính được ship là 30.000 cho mình một đường thôi. Cần này thì là cần carbon như này, carbon của dòng mà Iwase, những dòng thì là dòng xuất Nhật cho mình. Con này thì độ dài của nó là 2m2. Con này thì cắm gốc, cái gốc của nó như này. Pad con này là pad Fuji, pad vặn, cái con rất là nhẹ nha, 2m2 mà trọng lượng của nó chỉ có 98g thôi, 98g rất là nhẹ. Thì cái gốc của nó là pad Fuji, còn những dàn khoen của nó là dàn khoen thường như này, khoen tường thông thường phôi carbon. Thì những dòng thì anh em lấy về nha, mình thích thì mình thay khoen cũng được, hoặc mình để mình đánh nè, ngọn rất là nhỏ. Ngọn em đo cho mình là ngọn 1.2 ly thôi. Những dòng thì rất là đánh cảm giác. Nó mà tính theo cần lô thì độ cứng nó ra từ tầm khoảng vào UL đến L thôi. UL tới L cho mình. Đây. Rất là mềm. Rồi con này là dạng cắm gốc như này. Cắm gốc lỡ cho mình. Cắm gốc 2m2, trọng lượng chỉ có 98g, mã số 7, giá con này là 650 như này. 650.000 ạ. Mã số 8 cho mình là con cần cắm gốc. Con này thì chuyên dụng đánh zip, đánh biển, con này cực kỳ cứng cho mình. Đây, cắm gốc như này. Cần thì độ dài của cần là 2m15. Đây, thông số cho mình nha, độ dài cần là 2m15 thì nó sẽ có một cái cắm gốc. Cho mình xem gốc nó sao. Gốc của nó thì bằng cắn mút này, cắn mút bán là bán Fuji. Còn thích hợp anh em câu zip, câu biển hoặc anh em câu lô. Những dòng thì nó sẽ đánh đa năng, đánh tra, đánh chim được hết ạ. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji như này, Fuji 3 chân hết cho mình này. Đây. Con này thì ngọn của nó thì ngọn lớn. Em đo cho mình là ngọn con này là ngọn 2.7 ly. Ngọn cần là ngọn 2.7 ly. Con này hỗ trợ cho mình đầu bu full set nha, còn tất cả dàn khoen của nó còn lại là dàn khoen Fuji hết. Tình trạng của nó thì còn ok. Đây, các lóng của nó thì có xì xước không đáng kể luôn. Trong con này thì cũng độ cứng của nó thì tính theo cần lô thì cũng cứng tầm khoảng M-10H. Đây, M-10H ngọn lớn như mình. Dạng cắm gốc, câu xích, câu biển. Đây, tình trạng con này thì còn rất ok nha. Dạng đánh bạo lực cho mình được, trong là còn tương đối cứng á. Rồi con này thì có mã số cho mình là mã số 8 nha này. Mã số 8, trọng lượng của nó là 350g, giá con này là 850 ạ, 850.000. Ship code là 30.000 một đơn. Mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản, em sẽ hỗ trợ tiền ship hết. Rồi tiếp theo, sẽ lấy cho một con cần đánh biển này. Con này thì đã đa năng. Anh em mua về đánh biển, đánh trà, đánh chim được hết. Những dòng thì rất là tốt nha. Cực kỳ ngon luôn. Nó sẽ có cái cắm gốc, gốc của nó là gốc inox nha. Gốc inox. Rồi em sẽ đọc thông số trước cho mình. Cái dòng thì chuyên dụng đánh rất là tốt này. Cần cắm gốc, cần này của hãng là Alpha Taco như này, Alpha Taco. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Đây, made in Japan. Độ dài cần là 2m2, thông số tải cá từ 20 đến 60 lp. Thì cá mát tầm khoảng 30kg nha, 30kg tải, 30kg cá là tải được cho mình. Đây, thì Alpha Taco, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Thì tay cầm của nó bằng cán mút. Chỗ này thì cắm gốc, xin lỗi sẽ cắm cho mình. Dàn khoen của nó là dạng dàn khoen biển nha, khoen biển 3 chân, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, khoen biển 3 chân hết nha. Cái dòng thì chuyên dụng cho mình đánh bạo lực, đánh biển như này, đánh biển bạo lực này. Tình trạng thì còn nguyên lãng nguyên zin, có hơi cũ cho mình một xíu ạ, chỉ còn rất là ok nha. Những dòng thì rất là cứng như mình luôn. Thì những cái dòng trong gốc mình hiện tại cũng không còn nhiều nha. Đây, cái gốc của nó là gốc inox như này, gốc inox cho mình ạ. Đây, gốc inox cho mình nha, tình trạng rất là ok. Rồi con này thì phôi nó dày, trọng lượng của nó là 790g, mã số 9, giá con này là 1.700.000 như này, 1.700.000 cho mình ạ. Cần 2m2, made in Japan. Cái gốc của nó thì như là nó bị lộn cần gốc nha. Thế nên em lấy thì xíu inbox Zalo em sẽ gửi cho mình cái gốc khác nha. Thế là cái này thường viện được vài cây, chắc nó bị nhầm gốc thôi. Rồi tiếp theo cho mình cần dạng con này dạng Ikeda như này. Ikeda của bè cho mình, con này của dòng Daiwa. Rất đẹp nha. Cái khúc này thì bên Nhật, cần thủ bên Nhật nó quấn cái chỉ á, nó quấn cái chỉ để bỏ cái dây này, cái dây buộc bảo hiểm cho mình thì nó bị che cái chữ đây qua rồi. Con cần này thì em đo cho mình nha, là thông số của nó là 1m9,
1m96 nha này, 1m96 cho mình. Đây, rất là đẹp luôn. Cái kèm cho mình là hai ngọn, con này dạng Ikeda cô bé. Cú dòng đây qua, tay cầm bằng cán mút. Pad con này là pad đây qua titanium nha này. Pad đây qua titanium. Pad này rất là hiếm nha. Thì nó được độ là cho mình một cái tay cầm cán mút ở đây. 1m96, con đi hai cho mình là hai ngọn kèm, rất là mềm nha này. Những dòng rất là mềm. Thì cái gốc của nó là phôi, cần là phôi carbon nha, carbon xoắn hai da này. Đây. Và xoắn hai da. Khoen đề ba của nó là khoen Fuji, loại xứ đá xám. Còn đi kèm cho mình là hai ngọn kèm bát titanium. Tất cả dàn khoen nó cần là dàn khoen Fuji. Đây, khoen Fuji loại xứ đá xám hết cho mình ạ. Phôi là phôi carbon xoắn nha này, ngọn còn là dạng ngọn đặc, ngọn tháp. Thì con này hai ngọn kèm cho mình, một ngọn rất là mềm. Ngọn của nó là 0.6 ly. Những dòng thì dạng là Ikeda, câu cảm giác cho mình thôi. Ikeda câu bè. Nó có hai ngọn kèm nha, một ngọn là 0.6 ly, 0.7 ly cho mình, còn một ngọn của nó là 1.2 ly. 1.2 ly. Độ dài cần là 1m96. Con này thì tổng trọng lượng em cân cho mình được một khúc và hai ngọn cho mình là 250g, mã số 10, giá cần là 1 triệu như này. Con này cho mình là 1 triệu ạ. Rất đẹp nha. Thì cái này của dòng đây qua. Rồi tiếp theo cho mình là có gần hai khúc, những dòng thì chuyên dụng đánh chép, đánh ngâm đánh xe, ao sông hồ tự nhiên được này. Cần hai khúc, cần này của hãng là Ryobi, độ dài cần là 2m7, độ cứng là 50. Con này thì nó đi kèm cho mình là có mã code nha. Mã code và tem vàng đầy đủ, hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Hai khúc. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, ba chân loại xi đá đen hết. Con này thì ngọn cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây, ngọn cơ là ngọn 2.6 ly ạ. Trong tình trạng con này thì còn mới, con này thì mới cho mình là trên 90%. Không như không có xê xước gì luôn ạ. Tay cầm của nó là bằng cán mút nha này. Cán mút thì những chỗ này bị cứng nha. Đây mà hàng về nhiều thì nó bó lại thì bị cứng thôi. Pad con là pad Fuji DPS của dòng Ryobi, hàng nội địa Nhật cho mình, tem vàng đầy đủ. Hai khúc, chuyên dụng đánh chép, ngâm đánh xe. Có thì nhẹ thôi, trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 285g, mã số 11, giá cần là 900 như này, 900 ngàn ạ. Mã số 12 em có cho đây cho mình là một con cần hai khúc, cũng chuyên dụng này, ngâm lan xe, chép cho mình này. Con đi kèm cho nó ba ngọn nha, ba ngọn cần kèm cho mình, rất là đẹp. Cần là cần carbon của dòng là Hunter, độ dài cần là 2m4 như này, 2m4 ba ngọn kèm. Thì ba ngọn kèm thông số lần lượt cho mình, nó sẽ có ghi cho mình ở đây. Một ngọn là cứng từ 30 đến 50 thuộc dạng cảm giác, một ngọn từ 60 đến 80 thì thuộc dạng là vừa nha. Còn một ngọn cứng từ 100 đến 120 thì anh em đánh bạo lực, đánh trà đánh chim được cho mình hết. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji hết, Fuji ba chân. Pad con này pad Fuji DPS. Cán của nó hơi dơ nha, những cán thì đánh là sạch nha này. Hàng mới về. Còn phôi cũng cần là phôi carbon xoắn vân hết. Thì những cái dòng này thì ngâm đan xe thì chuyên dụng thì anh em sẽ là ngọn cần là ngọn đặt ngọn tháp hết cho mình ạ. Thì những cái ngọn ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho mình đầu bu full shit này. Bu xích như này. Thì ngọn cần là ngọn đặt ngọn tháp cho mình hết, ba ngọn kèm. Thì những cái dòng này thì anh em kỹ inbox nha, em sẽ cố gắng gửi hình cho mình nha, để anh em mình thêm theo dõi và xem kỹ hơn. Ba khúc, hai khúc ba ngọn kèm ạ, 2m4. Những dòng thì nội địa cho mình hết, có bộ chơi bảo hiểm đầy đủ. Có này thì có tem vàng, trọng lượng của nó thì em đo em cân cho mình là một cúc một ngọn là 330g, mã số 12. Giá là 1 triệu mốt như này, 1 triệu 100 ngàn. Thì những dòng rất là tốt nha. Có ba ngọn kèm thì không khác thì là ba cần rồi. Rồi tiếp theo sẽ là con cần hai khúc. Con cần hai khúc con này thì chuyên dụng đánh tra đánh chim được cho mình. Cần hai khúc cần này của hãng là Navigator, độ dài cần là 3m này, 3m. Con này phôi dày nha, độ cứng cao. Navigator nó sẽ hàng nội địa Nhật Bản cho mình hết. Đây, tay cầm bằng cán mút. Có buộc dây bảo hiểm. Thì những cái dòng này thì là cán của nó là cán inox nha, cán inox. Cái này thì nó chỉ bọc một miếng da thôi. Nếu anh em thích thì em sẽ cắt ra cho mình, nói chung là không ảnh hưởng gì nha. Cái miếng da này đây sẽ bọc ra bọc cho mình thôi để cầm chắc tay nó khỏi bị trơn. Sẽ có bục dây bảo hiểm đầy đủ, chỗ này thì làm nhám. Còn pad con này là pad Fuji chữ vàng, tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji. Đây, Fuji phát quang hết. Con này thì 3m hai khúc kèm, ngọn của nó thì ngọn rất là lớn, ngọn của nó là ngọn 3.7 ly, đầu bu full shit 3.7 ly. Con này độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng vào từ 80 đến 120, nó tầm khoảng 100 đến 120 á, trông rất là cứng nha. Chuyên dụng đánh tra đánh chim cho mình được hết này. Đây, Navigator hai khúc 3m. Con này thì trọng lượng của cần cũng tương đối thôi, phôi dày, mà trọng lượng con này là 500g, mã số là 13, giá là 1.200.000. Nó chỉ nặng là nặng cái gốc thôi, gốc dạng như có đối trọng cho mình á, mình cầm nó không có nặng tay. 1.200.000 anh em, mã số 13. Mã số 14 anh chị Lâm con cần 3 khúc. Con này thì 3 khúc. 3 khúc cần này cũng hãng là Sunfit nha này. Những cái dòng mà Sunfit double carbon. Đây. Độ dài của nó là 3m3, độ cứng 60, phôi carbon xoắn hai da của dòng Sunfit. Thì những cái dòng Sunfit này thì đa số của nó là hàng Korea xuất thị trường Nhật, hàng liên doanh.
Phôi con này là phôi carbon xoắn, dàn khoen nó là dàn khoen Fuji hết, Fuji loại xin đá xám. Con này độ cứng là độ cứng 60, 60 thì nó cũng dạng là vừa, nói chung là không cứng không mềm lắm. Ngọn Enduro cho mình là ngọn 2.8 ly. Trong phôi còn đẹp nha. Có xì xước sau này một xíu thôi. Sức dâm. Nó sẽ có cái tem vàng ở đây nha. Điều nó sức dâm nhiều quá thì nó bay ra ngoài rồi. Tay cầm bằng cán mút. Pad con này là pad vàng Fuji. Chữ vàng. Tình trạng rất là mới, khoen Fuji xứ xám hết. Con này trọng lượng cũng cần là 370g, mã số cần là mã số 14 ạ. Giá con này là 1 triệu như này. Chuyên dụng là ngâm lan xe. Đánh chép cho mình được này, 60 thì vừa, cho mà không cứng không mềm lắm. Trọng lượng cũng tương đối ạ. Và tiếp theo cũng cần hai khúc. Còn hai khúc của dòng là Navigator luôn. Con này thì 2m7 cho mình thôi. Cần hai khúc của hãng Navigator, hàng nội địa Nhật Bản. Độ dài con này là 2m7. 2m7 như này. Phôi của nó là phôi carbon. Carbon xoắn vân hết. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji. Nên con này dàn khoen Fuji như này. Khoen D3 cần là khoen Fuji, còn những dàn khoen còn lại của nó là dàn khoen ba chân, loại xứ đá xám. Thì con này ngọn của nó là ngọn đặc, ngọn tháp. Em đo cho mình là 2.2 ly. Keo của nó thì cũng vẫn ok nha. Khi khoen cái của nó thì nó được thay, tức là khoen cái thì đã làm lại cho mình rồi. Cái khoen của nó, khoen cái của nó được thay bằng khoen xích và đã quấn chỉ lại rồi. Thì bên Nhật nó quấn chỉ hơi xấu. Hàng nó về có sao thì mình sẽ báo tình trạng cho mình vậy nha. Để tay cầm mình cắn mút, pad con này pad vàng Fuji Japan. Tình trạng thì còn ok cho mình hết ạ. Thì con này thì độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng 80 đến 100, tầm khoảng 80 đến 100 cho mình. Thì chuyên dụng anh em đánh tra đánh chim, đánh ngầm lên xe ao sông hồ tự nhiên được hết ạ. Con này trọng lượng của cần là 360g, mã số 15, giá của nó là 850 như này, 850.000 Navigator. Rồi tiếp theo một con cần 3 khúc. Con này thì 3 khúc của sập Navigator cho mình luôn. Đây. Cần 3 khúc carbon Navigator, độ dài con này là 39 như này, 39, độ cứng 50. Cái chỗ này nó có phủ một lớp bóng 2K thì lâu ngày nó bị nứt thôi, cho nên không ảnh hưởng đến phôi cho mình. Đây nó bị rạn cái lớp bóng này, bóng 2K. Cứng 50 thì cũng vừa thôi, nói chung không cứng không mềm. Dòng thì đánh chép tốt cho mình ạ. Con này thì ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Con này hỗ trợ cho mình độ bu phu xít này, chống xoắn. Còn những cái chỗ keo của nó như này, keo của nó lâu ngày này, lâu ngày thì nó sẽ bị rạn cho mình thôi. Còn phôi thì có rất là đẹp, carbon xoắn vân màu xanh hết. Khoen Fuji, ba khúc Navigator, hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng. Tay cầm bằng cán mút, pad con này pad vàng Fuji. Tình trạng có rất là ok như này, ba khúc hàng Japan. 39, cứng 50, con này thì trọng lượng của nó là 430g, mã số 16, giá con này là 1 triệu mốt như này, 1 triệu 100 ngàn cho mình. Mã số 17, sẽ là một con cần dạng cần súp lỡ dạng ISO, cần này từ của hãng là Suzumi, đây, Power Focker, những cái dòng này thì hàng của mình là hàng nội địa hết, có tem vàng đầy đủ ạ. Độ dài cần là 3m3, con này tính theo cần súp, thì độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng vào 20-25, dạng khoen Fuji hết, loại xí đá xám. Con này ngọn cho mình là ngọn 2 ly. Đây, ngọn cần là ngọn 2 ly. Có kèm cho mình là có hai khoen chạy nha. Ngọn 2 ly độ cứng tầm khoảng 20-25. Dạng ISO khoen lớn cần súp ạ. Trong tình trạng con này thì có rất là mới. Này. Mới nha. Phôi đẹp thế này. Có rất là mới và rất đẹp. Khoen là khoen Fuji xứ xám. Con này trọng lượng cũng cần là 220g, mã số cần là mã số 17. Giá con này là 700 nha này. 700 ngàn cho mình. Mã số 18, nên con cần súp, con này thì đánh lục đầu cần, đánh gần bờ thôi. Cần súp, cần này có dòng là carbon rod, độ dài cần là 3m9, MX, tình trạng còn đẹp này. Con này dàn khoen cần là dàn khoen Fuji, loại xí đá xám. Con này thì ngọn cần là ngọn 2.4 ly, thì những cái dòng này thì độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng 25 thôi. EX, đánh gần bờ như này, đánh lục đầu cần, phôi carbon xoắn vân này. Phôi carbon xoắn vân nha, có xì xước không đáng kể cho mình ạ. Tình trạng rất ok nha. Khoen pad Fuji không có dấu hiệu nứt chân luôn, chụp có rất là đẹp. 3m9, cứng tầm khoảng 25. Đây, gốc còn đẹp nha. Nhưng mà xoáy vặn đầy đủ này, chỗ này thì nó làm nhám cho mình. Con này thì trọng lượng tương đối nhẹ thôi, 390g, mã số cần là mã số 18, giá con này là 800 như này, 800 ngàn cho mình thôi ạ. Mã số 19, một cái cần súp của dòng Promane. Promane, độ dài con này là 4m2 như này. 4m2 thì nó bị xước ở chỗ này. Bây giờ cần là 4m2, độ cứng là 25. Dòng carbon rod luôn. Romone thì những dòng thì hàng liên doanh, hàng xuất thị trường Nhật. Thì con này thì pad cũng là pad thường. Pad là pad thường, dàn khoen con này là dàn khoen thường như mình luôn. Thì em sẽ để cho mình giá rẻ thôi. Cái độ cứng 25, 4m2, 4m25.
Ngọn con này là ngọn 2.7 ly, con này thì đầu bu Fuji nha, đầu bu Fuji. Còn những dàn khoen có rất là khoen thường. Ngọn của nó thì có hai khoen chạy cho mình. Đây. Ngọn thường có hai khoen chạy. Có tính là các lóng của nó thì còn đẹp hết này. Không có xì xước gì lắm luôn. Còn đẹp hết cho mình nha. Khoen bắt là khoen bắt thường ạ. Đây thì nó khoen bắt thường cho mình hết. Nhưng mà khoen thì còn đẹp nha, chứ không có dấu hiệu nứt chân. Hàng con những dòng này thì hàng liên doanh. 4m25, cứng 25 cho mình. Carbon. Con này trọng lượng của nó là 400g, mã số còn là mã số 19, giá con này là 700 như này, 700 ngàn cho mình ạ. À, cuối cùng anh Slim cũng cần cần lục cho mình, cần lục cần súp của dòng là Ruby. Thì con này có dòng là Superlight, độ dài con này là 4m2, độ cứng là DX. DX thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 27 như này, 27 thì đánh lục độ cứng. Thì cái gốc của nó này, này gốc Ruby chính hãng luôn, cái đắp đắp trục xoáy vặn cho mình. Chỗ xanh này là cán gỗ nha, cán gỗ. Thì những cái dòng này sẽ có tem vàng cho mình, tem vàng đầy đủ. Pad con này là pad Fuji F7, thì những cái dòng súp ở đây á, anh em muốn hạ tay nha, muốn hạ pad nha. Hạ pad em sẽ hỗ trợ hạ pad cho mình hết. Anh em cọc hoặc chuyển khoản em sẽ hỗ trợ hạ cho mình hết ạ. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám. Con này ngọn của nó là ngọn 2.6 ly, thì những cái dòng này thì chuyên dụng anh em đánh lục độ cần. Đây ngọn 2.6 ly. Thì những cái chỗ này thì nó quấn nha này, nó quấn bằng keo thôi. Thì nó quấn phản quang á. Thì cái này thì anh em thích thì em sẽ tháo cho mình, hoặc mình để vậy cũng được nha. Ở trong cần thủ ở trước thì nó quấn cho mình vậy. Con này thì ngọn của nó đi kèm cho mình có hai khoen chạy. Trong các lóng của nó thì còn đẹp này. Có xì xước này. Có xì xước nha. Nhưng vẫn còn nguyên bản nguyên zin cho mình không hao hụt cho mình. 4.2 cứng ở 27 tầm khoảng DX. Khoen pad là khoen pad Fuji hết. Khoen pad Fuji xứ xám của dòng Ruby. Thì con này cái cán của nó là cán gỗ, nó hơi nặng một chiếu thôi. Lại một xíu thì dạng có đối trọng cho mình cầm rất chắc tay. Con này thì trọng lượng của nó là 570g, mã số cần là mã số 20, giá cần là 900 như này, 900 ngàn cho mình ạ. Rồi tổng cộng cho mình là anh em có cho mình là hai mẫu cần và một số máy em gửi cho anh em mình. Anh em ấn mẫu nào cứ comment mã số nha, cộng số điện thoại. Ưu tiên anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo để em sẽ hỗ trợ tốt hơn. Thì bên em thì hàng hiện tại về rất là nhiều nha, là máy và cần. Thì em sẽ cố gắng lên cho mình một ngày 1 đến 2 video để mình hỗ trợ hơn. Thì anh em muốn mua sản phẩm khác ngoài những video trên này thì inbox Zalo em sẽ hỗ trợ cho mình trực tiếp hơn ạ. Rồi anh em cho được đăng ký bật thông báo nha. Chúc anh em một ngày tốt đẹp nè, đi câu thật nhiều cá, có nhiều sức khỏe nha. Rồi chào tất cả anh em ạ.